kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Dự án nhằm xử lý khẩn cấp chống sạt lở xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, tạo cảnh quan sạch đẹp, thuận lợi cho quản lý vận hành, phù hợp với cảnh quan kiến trúc bờ biển để phát triển du lịch theo quy hoạch chung quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến. Kè bảo vệ bờ biển đảm bảo chống sạt lở và tạo kiến trúc cảnh quan có chiều dài khoảng 1,5 km và đoạn vuốt nối với công trình hiện tại có chiều dài khoảng 120 m, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và phát triển du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa làm chủ đầu tư quản lý thực hiện xây dựng công trình. Dự kiến thời gian thực hiện công trình trong khoảng 2 năm, 2022 2023. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình khoảng 130 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Hoàng hóa. Chuẩn bị cho vụ chiêm xuân 2022 2023, vụ sản xuất quan trọng trong năm, công ty Thủy nông sông Chu tập trung triển khai các phương án đảm bảo đủ nguồn nước cho nông dân các địa phương sản xuất. Vụ chiêm xuân 2022 2023 Công ty Thủy Nông Sông Chu hợp đồng tưới cho gần 60.000 hecta cây trồng. Công ty đã ra quân làm thủy lợi mùa khô, triển khai các giải pháp phục vụ sản xuất và chống khô hạn đến tất cả các tổ, đội. Sau hơn một tháng ra quân làm thủy lợi mùa khô, các đơn vị thuộc hệ thống Thủy Nông Sông Chu đã nạo vét được hơn 150.000 mét khối bùn đất và cỏ dại. Các đơn vị thủy nông bám sát lịch thời vụ để cấp nước cho các địa phương trong vùng hợp đồng làm đất, cày ải và gieo mạng công ty thủy nông chúng tôi cũng đã chuẩn bị các công tác để tưới nước cho vụ chim xuân năm 2023 đó là duy tu bảo dưỡng công trình, sửa chữa, chữa máy móc thiết bị để mang đến cái hiệu quả tốt nhất. Để đảm bảo nguồn nước cho vụ chim xuân, các đơn vị thuộc công ty thủy nông sông Chu đã xây dựng kế hoạch cung cấp nước, thực hiện giải pháp tưới luân phiên kết hợp với ngăn đập kênh tiêu để giữ nước tưới cho các vùng hay bị hạn phối hợp với các địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân đắp bờ giữ đủ lượng nước không để nước chảy lãng phí. Sau hơn 11 năm bị dừng thi công do thiếu vốn, tháng 1 năm 2022, cầu bến kèm huyện Bá Thước được xây dựng trở lại. Thời điểm này, nhà thầu thi công đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng trước Tết Quý Mão năm 2023. Dự án xây dựng hoàn thành cầu Bến Kèm huyện Bá Thước có mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện sau hơn 11 năm bị dừng. Cầu Bến Kèm được nhận định là công trình tương đối khó thi công do nằm trong vùng lòng hồ chứa của nhà máy thủy điện Bá Thước 2, lòng sông sâu, mực nước lớn. Ngoài ra trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022, nhà máy thủy điện Bá Thước 2 thường xuyên phải xả lũ hồ chứa khiến nhà thầu phải tạm dừng thi công để di chuyển máy móc thiết bị vào bờ. Điều này đã tác động không nhỏ tới tiến độ dự án. Ban yêu cầu nhà thầu làm à, khẩn trương 3 ca trên ngày. Thì hiện nay thì tất cả các cái trụ và trên 5 nhịp trên 8 nhịp là đã hoàn thành. Còn đâu 4 nhịp bàn đang tập trung là làm ngày làm đêm để đảm bảo hoàn thành được cái lao lắp xong toàn bộ cái các cái mặt cầu và hoàn thành mặt cầu là trước cái ngày 20 tháng 12. Dự án xây dựng cầu bến kẹm khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giải quyết bức xúc về đi lại của người dân các xã Điền Lư, Lương Ngoại, Lương Nội, huyện Bá Thước hơn 11 năm qua, đồng thời kết nối giao thông thông suốt trên tuyến đường xã Cầm Tú, huyện Cầm Thủy đi xã Điền Lư, huyện Bá Thước, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong khu vực. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hạn Hoa Dũng ngừng hoạt động khai thác tuyến xe buýt nhanh số 04 Thành phố Thanh Hóa, thị trấn Thường Xuân và tuyến xe buýt nhanh số 05 Đại học Hồng Đức thị xã Bỉm Sơn. Ủy ban dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Dũng xây dựng phương án hoạt động và thực hiện khai thác tuyến xe buýt thường số 04 và 05 đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính. Toàn bộ hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy bằng lò đốt tại nhà máy xử lý rác thải thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ecotech Thanh Hóa, xã Hoàng Đức, huyện Hồng Hóa. Các loại hàng hóa bị tiêu hủy là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của hai cơ sở kinh doanh gồm Hộ Kinh doanh Dung Dùa Cometic có địa chỉ tại A20 Lê Hoàn Vincom, phường Điện Viên, thành phố Thanh Hóa và hộ kinh doanh Hoàng Văn Tuấn, tại địa chỉ số 171 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Trước đó, hộ kinh doanh dung rùa Cometic bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa mỹ phẩm nhập lậu. Hộ kinh doanh dung ruột Cometic và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm. Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tuấn bị xử phạt hành chính 131 triệu 500 ngàn đồng vì hành vi kinh doanh hàng hóa mỹ phẩm thực phẩm chức năng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ hàng hóa mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, buộc tiêu hủy toàn bộ số lượng hàng hóa vi phạm và thu hồi hóa đơn sử dụng không hợp pháp. Công an huyện Thạch Thành vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thiện, sinh năm 1974 ở xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình về hành vi trộm cắp tài sản. Do thiếu tiền để tiêu xài cá nhân, Đinh Văn Thiện đã đi nhờ xe từ huyện Nho Quan Ninh Bình đến huyện Thạch Thành đêm ngày 18 tháng 11 khi đến địa bàn khu phố Cát thị trấn Vân Du huyện Thạch Thành, Thiện đã đột nhập vào nhà ở của một nhóm công nhân sửa đường, trộm cắp 4 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 10 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Thạch Thành đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ việc và bắt giữ Đinh Văn Thiện, thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên. Điều tra mở rộng vụ án, công an huyện Thạch Thành xác định trước đó Thiện đã gây ra vụ cướp giật tài sản của một người phụ nữ trên địa bàn huyện Gia Viễn Ninh Bình. Thế là đối tượng từng có 9 tiền án 2 tiền sự với các tội trộm cắp, cướp giật tài sản và đánh bạc. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 17 tháng 12, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc, gây rét sâu về đêm và sáng sớm, độ ẩm giảm xuống dưới 50%. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho gia súc, di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn. Người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Do đây là đợt rét khô, việc hình thành mưa tuyết sẽ không xảy ra, nhưng người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có chỉ thị số 03 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bộ Tài chính đề nghị các ngành địa phương theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có giải pháp ứng phó phù hợp, cập nhật sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu có biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết. Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội. Tổng cục Hải quan cho biết, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt mốc 700 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã phá vỡ kỷ lục 600 tỷ đô la Mỹ thiết lập vào năm ngoái. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với giá trị xuất nhập khẩu đều vượt ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ, đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. Theo tổng cục hải quan, với kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa ấn tượng này, thứ hạng xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể được nâng cao trên phạm vi toàn cầu. Hiện Việt Nam đứng thứ hai trong khối các nước ASEAN về giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa tạm giữ hình sự với hai đối tượng gồm Nguyễn Thế Lữ trú tại thành phố Hà Giang và Trần Văn Tâm trú tại huyện Bắc Quang về hành vi cho vay lãi nặng. Qua điều tra ban đầu, hai đối tượng này đã cấu kết với một số đối tượng khác để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn một số huyện với mức lãi suất giao động từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng 1 triệu đồng một ngày, tương đương 109,5% đến 365% một năm. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng trên đã cho vay trên 6,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 3,9 tỷ đồng. Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây tổ chức cả độ bóng đá cho vay nặng lãi với giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đăng Phong và Phạm Tuấn Anh, cùng chú ở huyện Khói Châu là đối tượng cầm đầu, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua một số trang web. Ngoài ra nhóm này còn cho các con bạc vay lãi dưới hình thức bốc bắt họ với lãi suất từ 5.000 đến 10.000 đồng một triệu đồng một ngày, tương đương với mức lãi suất từ 180% một năm đến 360% một năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước. Ngay sau đây là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 ttva.gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 36 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.